Mới đây, bộ phim Chúng Ta của 8 năm sau đã chính thức khép lại với cái kết gây nhiều tranh cãi. Sau tất cả, chỉ có Lâm và Dương được hạnh phúc trọn vẹn bên nhau. Trong khi đó, cặp đôi từng được ủng hộ rất nhiều là Nguyệt và Tùng lại đường ai nấy đi. Có thể nói, Chúng Ta của 8 năm sau đã khiến nhiều khán giả không hài lòng vì cái kết chưa rõ ràng. Sau khi phim kết thúc, Quỳnh Kun đã đăng tải bài viết chia tay dự án mới của mình kèm hình cảnh chụp cùng anh chồng màn ảnh Bê Trần. Dù ở thời ngọt ngào hay đã ly hôn, dân tình cho rằng Quỳnh Kun và Bê Trần trông vẫn cực kỳ đẹp đôi. Visual bùng nổ, diễn xuất ăn ý giúp cặp đôi này chiếm được cảm tình của công chúng. Dưới bài đăng, rất nhiều khán giả đã vào bình luận khen ngợi sự đẹp đôi của Quỳnh Kun và Bê Trần. Họ hy vọng rằng cặp đôi có thể tái hợp trong một dự án phim khác như ngọt ngào, hạnh phúc hơn. Có thể thấy, dù không có được cái kết hạnh phúc, thế nhưng Tùng Nguyệt vẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả. Trước đó, trong một bài đăng, nam diễn viên Bê Trần cũng tiết lộ chuyện anh muốn tái hợp cùng Quỳnh Kun trong một bộ phim khác. Bê Trần chưa nghĩ tới sẽ hợp tác với bạn diễn nào trong tương lai, nhưng nếu được tôi muốn có thêm một dự án nữa được diễn với Quỳnh Kun. Tôi mong đó sẽ là một bộ phim thanh xuân vườn trường hoặc tình yêu đôi lứa hạnh phúc vì Chúng Ta của 8 năm sau đã quá lâm ly đi đát rồi. Vì phim quá bi kịch nên Bê Trần và Quỳnh Kun cùng có nhiều hạn chế trong việc phát triển tuyến tình cảm, nam diễn viên chia sẻ. Hiện tại, khán giả đang vô cùng mong đợi màn tái hợp của Quỳnh Kun và Bê Trần trong dự án Mới Sau Chúng Ta của 8 năm sau. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.